chỉ với hơn 300 triệu, bạn đã có ngay chiếc ô tô lăn bánh mới tinh này tại Việt Nam. Có mức giá lăn bánh thuộc hàng thấp nhất thị trường, nên người mua Việt chỉ cần bỏ ra hơn 300 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc ô tô Kia Morning mới tinh. Nhiều người tiêu dùng Việt với ngân sách hạn chế thường quan tâm đến những mẫu ô tô có giá cả phải chăng trong tầm giá 300-400 triệu đồng. Nếu bạn đang hỏi chiếc ô tô mới tinh nào mà có giá lăn bánh chỉ khoảng hơn 300 triệu đồng, thì đây là mẫu xe dành cho bạn. Thaco, Trường Hải hiện tại đang bán ra thị trường Việt Nam 4 phiên bản của Kia Morning, giá bán từ 299 đến 393 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất của thị trường xe mới hiện nay, cũng như so với các đối thủ như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Honda Brio. Do vậy, mức giá lăn bánh phiên bản thấp nhất của mẫu xe này sẽ rơi vào khoảng 351 triệu đồng, một mức giá khá ổn cho những gia đình có ngân sách hạn chế. Cụ thể, chiếc Kia Morning MT với mức giá niêm yết 299 triệu đồng sau khi cộng các thuế phí, giá lăn bánh tại Hà Nội là 357 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh thành khá là khoảng 351 triệu đồng. Kia Morning MT là chiếc xe số sàn, có kích thước tổng thể 3595, 1595, 1490mm, được trang bị lưới tản nhiệt hình mũi hổ, thiết kế đèn sương mù cầu tách riêng hoàn toàn. Xe sử dụng cụm đèn pha trước halogen tích hợp bóng chiếu, với thiết kế đuôi xe vuốt nhọn về thân xe, đèn chạy ban ngày và cụm đèn hậu dạng LED. Xe sở hữu tay lái bọc da có tính năng điều chỉnh hai hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, cụm đồng hồ dạng ống. Các tiện nghi giải trí trên Kia Morning như hệ thống điều hòa tự động với hiệu quả làm mát nhanh, màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống định vị GPS, kết nối Bluetooth, USB, AUX cùng dàn âm thanh 4 loa ở 4 góc xe. Sử dụng động cơ xăng Capa 1.25 lít 4 xi lanh thẳng hàng với công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Tuy vậy, do là xe cỡ nhỏ phù hợp với việc vận hành trong đô thị ở giải tốc độ thấp, nên khi di chuyển ở tốc độ cao, Kia Morning bị đánh giá là khá ổn và bay. Ở giải tốc độ trên 80 km/h, máy xe phát ra âm thanh khá lớn. Điều này cũng dễ hiểu khi xe chỉ được trang bị động cơ dung tích thấp từ 1.0 đến 1.2 lít. Các trang bị hiện tại của Morning vẫn được đánh giá ít hơn đối thủ xe Hàn Quốc, khác là Grand i10. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.